Câu 2: cho khối nón có diện tích đáy, diện tích đáy và chiều cao. Tính thể tích của khối nón thì các bạn nhớ thể tích của khối nón sẽ bằng 1/3 nhân chiều cao nhân diện tích đáy. Diện tích đáy các bạn có thể viết gọn là 1/3 nhân h nhân diện tích đáy. Rồi, diện tích đáy có chưa ạ? Vậy v nón của mình sẽ bằng 1/3 nhân chiều cao 2a nhân diện tích đáy là 3a bình, bằng rút vậy ra 2a mũ 3. Chọn đáp án A.